360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Chiếc xe này là ở cái phiên bản 2.2 số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 12 vạn km rồi các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 2.2 2014 này chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 2.2 số tự động một cầu sản xuất năm 2014 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. 2014 tính ra là cũng đã gần 10 năm sử dụng rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là màu đỏ gạch các bạn nhé. Ở cái phiên bản 2014 thì là bắt đầu là cái màu đỏ này, nhưng bắt đầu sang năm 2015 thì Ford cũng đã thay đổi cái màu đỏ gạch này thành màu cam các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 và đến nay cũng đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý bạn ạ. Ở cái phiên bản Wildtrak này thì các bạn biết rồi đấy ạ, option được trang bị là tương đối là đầy đủ rồi các bạn nhé, không còn thiếu cái gì nữa đâu. Toàn bộ về cái phần nước sơn bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ, xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là toàn bộ những cái phần nước sơn này, những cái phần nền, đây là cái phần bên phụ này, sườn bên phụ này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, các bạn thấy đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Từ những cái phần sườn đấy và những cái phần ba lần sốc trước, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt ở đằng trước đây ạ, tất cả là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Từ đèn pha này còn rất là mới, và cái này là chủ xe dán bảo vệ này. Đấy, những cái này là chủ xe dán và trang trí và bảo vệ nhá. Đèn pha đều rất là mới và chủ xe đã lắp bóng LED rồi, bóng siêu sáng rồi. Và cái bộ đèn gầm này là đèn bi, đã được độ bộ đèn bi rất là xịn rồi các bạn nhé. Đấy, bộ đèn gầm này là rất xịn, rất là sáng các bạn nhé. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Ở cái phiên bản này rất là hầm hố, dán thêm cả những cái vè này để cho chiếc xe nhìn nó hầm hố thêm này. Rồi những cái chắn bùn này, bậc cửa này cũng đã được chủ xe độ rất là khỏe luôn các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, và chủ xe cũng đã ốp thêm cái phần xi nhan này này, nhìn nó rất là khỏe. Đấy, chủ xe độ thêm một số đồ đấy ạ. Nhìn về cái phần đằng sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được lắp thêm là cái phần vai thể thao này, nắp thùng cuốn này. Đấy, đã có vai thể thao và nắp thùng cuốn rồi các bạn nhé. Ốp vè, ốp cua lốp, gọi là ốp cua lốp các bạn nhé. Đấy, ốp cua lốp này nhìn rất là đẹp luôn và rất là khỏe cho chiếc xe các bạn nhé. Rất là hầm hố luôn đấy ạ. Nhìn từ những cái bộ bậc cửa này đến những cái cua lốp mà chủ xe lắp thêm rất là đẹp, rất là khỏe luôn các bạn nha. La răng cũng chưa có bị xước sát gì đâu ạ. Đấy, cụm đèn hậu thì đây là được chủ xe dán đấy các bạn nha. Cái phần này là phần dán đèn này, đen này. Đấy, cụm đèn hậu này dán đen rồi các bạn nha, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, và dàn lốp thì còn rất là dày các bạn này. Hôm nay thì thời tiết lúc tôi bắt đầu đánh đi chụp ảnh thì nó là hơi mưa cho nên là tôi không lau được lốp, nhưng mà cái lốp rất là dày các bạn này. Đấy, chủ xe thay lốp từ năm 2021, tính ra là cũng là 3 năm sử dụng rồi mà còn dày như này thì các bạn thấy được là chiếc xe chạy rất là ít. Đấy, lốp còn rất dày luôn các bạn nhé, cả dàn xe là cả dàn lốp thay từ 2021 này còn rất là dày này.
Đấy. Cả dàn lốp chủ xe thay mà còn dày như này. Từ năm 2021 tính ra là 3 năm chạy một cái dàn lốp này rồi mà còn dày như này đây, thì các bạn thấy được là chủ xe chạy rất là ít các bạn nhé. Với những chiếc xe bán, đa số những chiếc xe bán tải thì đều là chạy nhiều các bạn ạ. Nhưng những chiếc xe Y-Check ấy thì là nó mới, nó rất là đắt tiền, cho nên là đa số những người sử dụng những chiếc xe này là đều chạy ít và giữ gìn các bạn nhé. Đấy, nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì bạn thấy đây ạ, rất là đẹp luôn. Chủ xe dán từ những cái cua lốp để trang trí này, dán đèn sau này, lắp ốp đèn trước này, đấy, và ốp gương này, và lắp giá nóc này, vai thể thao này. Đấy, nhìn chiếc xe rất là đẹp luôn, rất là khỏe và hầm hố bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất, cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Khóa này cũng đã được độ khóa auto rồi quý vị các bạn ạ. Tôi đi ra ngoài một lát cái là bắt đầu rồi, mở cửa. Đấy, khóa auto rồi các bạn nhé. Toàn bộ từ những phần keo chỉ này, keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này các bạn này, còn nguyên bản này, tắp đi cánh cửa đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số này đều rất là đẹp luôn các bạn này, rất là mới này. Đấy, và đặc biệt ở những chiếc xe này thì các bạn thấy đấy ạ, bộ ghế da cao cấp của xe, nguyên bản của xe vẫn còn chưa bị thay các bạn nhé. Những chiếc xe nào đến cái đời này mà chạy mà thay rồi thì tức là chạy rất nhiều các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ những cái bậc cửa này đều rất là đẹp này, trải sàn da này, trải sàn đầy đủ hết rồi bạn ạ, rất là đẹp. Và đặc biệt là chủ xe lót bọc cái ni lông ở trần này này, bây giờ bóc cái ni lông này ra là cái trần mỉ bên trong còn mới nguyên. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Phải nói là chủ xe đi rất là giữ gìn các bạn nhé. Đây là cái phần đằng trước. Và bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau các bạn xem đây ạ. Toàn bộ cái tắp đi cánh cửa phía sau này từ keo chỉ là cũng còn nguyên bản này. Đấy, tắp đi cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, và đây bộ ghế da đằng sau này đều rất là mới này. Đấy, ghế da nguyên bản còn mới và đẹp như này đấy ạ. Đấy, những cái trần thì đã bọc ni lông rồi, bóc ni lông ra là như mới luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2014 tính ra là gần 10 năm sử dụng rồi, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option đây. Bây giờ thì tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên cho các bạn xem đã này. Đấy, tôi đã nổ máy rồi các bạn nhé. Màn hình Android mà chiếc xe này đã được chủ xe trang bị rồi này, màn hình Android này, camera lùi này, có hết rồi này. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây các bạn này, chiếc xe lăn bánh được 12.7561 km này. Đấy. Và ở chiếc xe Ford Ranger Y-Check này thì được trang bị rất là đầy đủ từ vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, cruise control đấy, hay còn gọi là ga tự động các bạn nhé. Đầy đủ hết luôn. Phiên bản XLS hoặc XLT, phiên bản thường thì nó không đủ được option đâu, nhưng phiên bản Y-Check thì bao giờ cũng đủ hết đồ luôn các bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất đẹp đấy các bạn này. Toàn bộ từ táp đi cánh cửa này, đấy, cho đến táp lô này, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Quý bạn xem là những cái phần nhựa này đều rất là mới này. Còn những cái phần nhựa ở đây này, các bạn xem này, nó mới đều các bạn nhé. Đấy, mới đều luôn này. Đấy, và cái phần nhựa này, những cái phần nỉ này thì bây giờ bóc cái ni lông ra là bên trong nỉ còn mới nguyên các bạn này. Đấy, quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về mà không thích cái phần ni lông này thì chúng ta có thể bóc ra thì sẽ được một cái trần nỉ mới tinh các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi các bạn này. Đấy, nhìn chiếc xe đầy đủ option. Cái màn hình Android này tức là đã có cả một bầu trời công nghệ ở trong chiếc xe này rồi các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây, đây là cái phần cốp sau các bạn nhé. Biển số thì tôi cũng đã tháo ra để chuẩn bị rút hồ sơ bạn nhé. Đấy, tháo ra để chuẩn bị rút hồ sơ rồi này. Đây, những cái phần nhựa này, ốc là còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, và chủ xe cũng không có chở gì nặng, cho nên là những cái phần sàn này chưa có bị xước đâu các bạn này. Đấy, những cái sàn đều chưa có bị xước các bạn nhé. Nhiều xe bán tải là mua về là hay để chở đồ, cho nên nó bị xước sát, thì chiếc xe này là chủ xe rất là ít chở đồ, cho nên là cái phần thùng rất là đẹp luôn này. Đấy, cửa cuốn rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước, phía sau. Đây là phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này đến táp bi cánh cửa này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Tất cả những cái phần ốc này, ốc bản lề cánh cửa này, đây cái này là cái cửa sau, là chủ xe đa số những chiếc xe chạy ở cửa sau này ít người ngồi, cho nên là không hay mở ra mở vào, cho nên là cái này nó khô này.
mở cửa là nó hay kêu này. Bây giờ chúng tôi về là chúng tôi sẽ tra cái mỡ vào đây là nó hết kêu ngay. Thỉnh thoảng mở cửa ra nó hay kêu là do ít mở cửa quá nó cũng kêu các bạn nhá. Những chiếc xe nào mà chạy nhiều ấy, mà mở nhiều ấy là cái cánh cửa nó hay bị lỏng. Đấy, còn ít mở thì nó hay bị xít lại. Đấy, quý bạn nhé. Đấy, và phần nội thất này, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ nội thất ở trong xe này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Một chiếc xe 2014 tính ra là 10 năm sử dụng mà đẹp như thế này thì là quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, nó có cái tiếng kêu nhẹ nhẹ ở cái chỗ tôi vừa nó chỉ đấy. Chỉ bôi một ít mỡ vào là hết các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ thì toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này, tắp bi cánh cửa còn nguyên bản này. Và đều rất là mới như này đây, các bạn xem này. Đều rất là mới này. Đấy, rất đẹp, toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô đều rất là mới này. Vô lăng, cần số, tay phanh, đấy, đều rất đẹp nhá. 12 vạn 7 nghìn. Đấy, chính xác chiếc xe này lăn bánh được 12 vạn 7 nghìn, 651 km đấy các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Nội thất rất mới các bạn nhá. Đấy, phiên bản này là phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan, made in Thái Lan đấy các bạn này. Đa số những chiếc xe được sản xuất tại bán tải này là đều sản xuất tại Thái Lan và nhập từ Thái Lan về Việt Nam các bạn nhá. Đấy, tem của nhà sản xuất này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Ốc bản lề này, nhìn vào từ những cái phần bậc cửa các bạn thấy nó đã sạch, nó đã đẹp rồi này. Đấy, những cái nhựa này nó cũng chưa có bị xước sát gì mấy này. Trải sàn da rồi này, lót sàn cao su này, rất xịn, rất đẹp luôn. Và đặc biệt ở chiếc xe này là cái bộ ghế da nguyên bản của xe là còn này. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe còn, chưa thay các bạn nhá. Những chiếc xe nào mà thay rồi thì là đã chạy nhiều rồi các bạn nhá. Một bộ ghế da này là chiếc xe chạy quá nhiều rồi mới phải thay. Đấy, chiếc xe này là còn nguyên bản này các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wightrack 2014 này là một cái khối động cơ diesel này này. Động cơ 2.2 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Đấy, động cơ của Ford thì rất là khỏe và rất là bền rồi quý vị các bạn nhé. Và đặc biệt ở cái động cơ này mới lăn bánh được 12 vạn km thì nó còn nguyên bản này. Tất cả những cái ốc máy này là còn nguyên hết này. Cam kết với quý vị các bạn chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này. Rất là mới luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Động cơ mới hơn 10 vạn thì các bạn biết rồi đấy ạ. Một chiếc xe chạy 10 năm với hơn 10 vạn km tính ra mỗi một năm cũng chỉ có 1 vạn 2 thôi. Rất là đẹp như này đây các bạn này. Rất là mới luôn các bạn nhé. Và tất cả những cái ốc từ những cái ốc cabo này còn nguyên bản này. Đến keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cabo này còn nguyên hết luôn các bạn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đến những cái ốc tai này cũng còn nguyên hết này. Đấy, điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 2.2, số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 và đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 12 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.